Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và mình là Thu Anh, Tarot Reader với hơn 7 năm kinh nghiệm. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất về Tarot, cũng như là mẹo học Tarot, mẹo đọc bài, cách trải bài, các thể loại trải bài, cũng như là kiến thức huyền học nói chung. Ok, trước khi vào với bài giảng của ngày hôm nay, các bạn đừng quên là hãy ấn like, bình luận và theo dõi kênh, cũng như là đặt lịch xem bài Tarot trải bài riêng qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Rồi, bạn nào có hứng thú với phong thủy hay là đá quý thì có thể tìm đến mình qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Hôm nay thì mình sử dụng trên bàn làm việc của mình có 3 hũ đá thạch anh xanh lá Aventurine này. Đấy, thạch anh tóc vàng với cả thạch anh vàng. Đây là hũ đá cần thiết cho những bạn, mình nghĩ là hũ đá này sẽ hợp nhất với những bạn làm sale. Đấy, cần KPI, bởi vì trước hết thạch anh vàng và tóc vàng nhá, hai cái hũ này đều mang lại tài lộc, là hũ đá của sự thịnh vượng. Đấy, bạn nào mà làm kinh doanh cần may mắn trong kinh doanh, hoặc là cần thêm ý tưởng mới. Đấy, bạn nào mà cần nhiều ý tưởng, công việc mang tính sáng tạo cao thì dùng hai hũ này. Còn thạch anh xanh lá là một là sức khỏe, và quan trọng nhất là dành cho những bạn nào mà làm việc trong môi trường, nói chung là bạn gặp nhiều người trong một ngày, có thể là sale hoặc là giáo dục, bạn dạy học ấy, và bạn đứng lớp và bạn nhận cái năng lượng của nhiều người trong cái ngày hôm đấy. Đấy, thì không phải năng lượng nào cũng là năng lượng tốt. Có những cái người họ mang năng lượng tiêu cực và lan tỏa tiêu cực cho người khác. Chúng ta có cụm từ lan tỏa tiêu cực, lan tỏa ánh sáng, thì cũng sẽ có người lan tỏa bóng tối, lan tỏa. Từ từ đã, chúng ta có cụm từ lan tỏa tích cực đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có cụm từ lan tỏa tiêu cực. Ok, thì đây là combo dùng rất là recommend cho bạn nào làm trong lĩnh vực dịch vụ này, hay là phải tiếp xúc với nhiều người, là cần chỉ số KPI, làm sale. Rồi, tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Bây giờ đến năm kiếm, hình ảnh của lá năm kiếm, bạn nhìn thấy hình ảnh gì? Trước hết là một người đàn ông, giống như kiểu vừa đánh bại hai người còn lại đúng không, và thu gom kiếm của họ. Đấy, và trông mặt anh này có vẻ rất là hả hê. Ok, đấy, thì chúng ta nghĩ ngay đến xung đột đánh nhau. Ok, xung đột đánh nhau, nhưng tuy nhiên là chúng ta lại nhớ về cái năng lượng của kiếm. Kiếm là gì? Kiếm là những gì liên quan đến suy nghĩ, đầu óc, trí óc và giao tiếp. Cái lá này mình nghĩ ngay đến cái việc là thắng trận bằng lời nói, thắng trận thông qua giao tiếp. Và cái thắng này có thể là chẳng phải là một cái thắng vinh quang gì cho cam, nhưng mà bạn hả hê vì nó được hả dạ, nó được thỏa mãn cái bản ngã của bạn tại thời điểm đấy. Ví dụ nhé, mình học cái, khi mà mình học cái lá này, mình không chỉ mình mà mình mong những bạn nào đang nghe cái video này, khi chúng ta học bất cứ lá nào trong 78 lá, hãy liên kết ý nghĩa năng lượng của lá đó với một ví dụ trong cuộc sống mà bạn biết. Bạn phải có được cái sự liên tưởng đó. Nếu là mình thì mình nghĩ ngay đến cái việc là bạn cãi nhau trên mạng, năm kiếm, cãi nhau với người lạ trên mạng. Đấy, và bạn cố cãi cho bằng được, cố chứng minh, lập luận, thậm chí là nó rất là dài, dành thời gian viện soạn điếu văn, soạn sớ để chửi nhau với người lạ. Đấy, và đứa nào im trước là đứa đấy thua. Và bạn cãi ngày đêm, và cuối cùng họ không trả lời lại. Đấy, và bạn, bình luận của bạn được nhiều like hơn, tức là bạn thắng. Yeah, sướng quá, sướng quá, thế là bản ngã của tôi chiến thắng rồi. Bản ngã của tôi bảo tôi là người chiến thắng, tôi hạnh phúc quá. Nhưng
Bạn không nhận ra là tất cả những gì bạn đang làm nó chả có cái nghĩa lý mẹ gì cả. Nó chẳng có nghĩa lý mẹ gì cả. Cái việc người ta không trả lời bạn không phải là họ nhận thua, mà có thể là họ đang bận. Bận gì? Họ bận kiếm tiền chăng? Họ bận đi chơi với người yêu của họ. Họ bận chơi với gia đình, với con cái, vợ con, chồng con của họ. Họ bận báo hiếu cha mẹ họ. Việc bạn thắng cái cuộc tranh luận vô nghĩa này, nó không thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn. Lương của bạn vẫn bằng một nửa lương họ. Họ vẫn là người thành công hơn. Họ có nhiều người yêu quý hơn. Họ có nhiều sở thích để làm hơn. Tất cả những ai dành nhiều thời gian để tranh cãi với người lạ trên mạng xã hội, đối với mình là loser. Mình nói thẳng luôn, đối với mình là loser. Bởi vì cuộc sống của bạn chẳng có gì thú vị hơn, hấp dẫn hơn, đáng giá hơn, có ý nghĩa hơn để làm ngoài việc tranh cãi với người lạ trên mạng. Thứ nhất, ta tranh cãi để bảo vệ lập luận quan điểm của ta. Vốn dĩ đã là một điều không cần thiết, huống hồ bạn còn tranh cãi với người lạ. Đó, thì khi mà ra năm kiếm, mình nhận ngay, mình liên tưởng ngay đến cái câu chuyện đấy. Đúng, có thể trong cái cuộc tranh luận đó bạn là người chiến thắng, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không mang lại một cái ích lợi nào cho cuộc sống, thay đổi nào đáng kể trong cuộc sống. Nó chỉ khiến cho bạn cảm thấy thỏa mãn nhất thời tại thời điểm đấy. Thế thôi. Rồi ngày mai bạn lại tìm một cái người khác để bạn thỏa mãn. Bạn lại cãi nhau với người lạ khác để bạn thỏa mãn cái bản ngã này. Nhưng rồi sao? Nó chả thay đổi được điều gì. Chả thay đổi được điều gì hết. Đấy, không chỉ là với người lạ, mà mọi cuộc tranh cãi lập luận với bạn bè, gia đình, người thân để bảo vệ lập luận quan điểm của bạn, tất cả đều là vô nghĩa. Đấy, lá năm kiếm dạy cho ta bài học đó. Tất cả đều là vô nghĩa. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng. Việc họ nghĩ khác bạn đó là điều bình thường. Bạn không bao giờ có thể bắt họ nghĩ giống bạn được. Đấy. Và việc là họ nghĩ khác bạn, họ bảo vệ quan điểm của họ. Ok, cho mày bảo vệ quan điểm của mày. Ở đây chúng ta chả ai thắng ai thua cả. Ừ, mày thích thì mày thắng, tao thua rồi sao nữa. Tao làm việc của tao, mày làm việc của mày. Hết. Nha. Đây là năm kiếm. Rồi. Nếu bảo mình cái lá này tiêu cực hay tích cực thì nó sẽ thiên về tiêu cực hơn. Nhưng mà nếu là mình khi trải bài thì mình sẽ muốn vừa muốn nói về cái vấn đề của Corin và cũng đưa cho bạn ấy cái bài học ngay lập tức. Rồi, đến miêu tả một người ra năm kiếm thì đấy, như mình vừa mới nói rồi, những người có tất là những người có mang hết tất cả những cái đặc điểm mình vừa nói. Có thể là thích tranh luận, thích tranh cãi, nhưng mà theo cái kiểu là chả để làm cái mẹ gì. Chả để làm cái mẹ gì nhá. Rồi. Đấy. Đến tình cảm đi. Tình cảm anh ta hay cô ta dành cho tôi mà ra năm kiếm. Thì mỗi cái lá này thôi mà nói về câu trả lời cho câu hỏi tình cảm thì hơi khó. Mình, nếu là mình thì mình sẽ phải rút thêm. Mình chưa thật sự nói được ngay là tình cảm có hay không. Có thể là có, nhưng mà cái cách hành xử của anh ta khiến cho mình thấy khó chịu. Thích thì thích mình, nhưng mà bạn biết đúng không, có những người họ thật lòng yêu quý mình, nhưng mình làm A, làm B, làm C, họ đều có cớ để họ bảo là em phải như thế này, anh phải như thế kia. Yêu mình thật, nhưng mà cái lời nói của họ, hoặc ở đây chúng ta hiểu giao tiếp không chỉ là nói, mà đôi khi còn là viết lách, like, email nhá. Cái văn viết, văn nói của họ khiến cho mình cảm thấy bực bội, khó chịu. Đấy. Thế bây giờ sang đến câu là một cặp đôi hay cãi nhau, hỏi xem có nên chia tay không, lời khuyên cho mối quan hệ mà ra năm kiếm. Thì không những là cãi nhau mà các bạn còn có xu hướng là tổn thương nhau bằng lời nói, mà tổn thương một cách không đáng có. Hoặc là đấy, như mình nói là có xu hướng bảo vệ quan điểm một cách không đáng có. Ví dụ cãi nhau chỉ vì cái việc là em cho rằng ngủ sớm thì tốt, anh cho rằng ngủ muộn thì tốt, và thế là cãi nhau về cái chuyện đó. Đấy. Còn năm kiếm có gì đấy, nó còn trẻ con. Năng lượng nó còn trẻ con. Nói đúng ra là trẻ trâu. Nha. Rồi.
đến công việc đi. Một bạn bạn đang tìm việc. À, nếu cô hỏi về chuyện tình cảm mà hỏi mà ra cô mà ra mỗi lá này thì hỏi xem có chia tay hay không, thì nếu là mình sẽ khuyên là bạn hãy giải quyết cái vấn đề của năm kiếm đã rồi hãy nghĩ đến chuyện chia tay. Còn nếu mà bạn cảm thấy như là bạn thì cố gắng rồi mà họ vẫn là năm kiếm thì ok, bạn có thể chia tay. Rồi, đến công việc. Nếu mà một bạn đang thất nghiệp lâu năm, hoặc lâu năm thì hơi quá, thất nghiệp vài tháng, hỏi xem thời gian tới có tìm được việc không, mà ra năm kiếm thì ở đây mình thấy là nếu mà mỗi cái lá này thôi á thì cũng khá là khó nói về việc là yes hay no. Nhưng nếu là mình cảm nhận được là có thể bên cạnh bạn ý nhá, có một người nào đó đang nói những cái lời khiến cho bạn cảm thấy nhụt chí. Mày không làm được đâu, mày kém cỏi lắm. Ui, tao biết là mày chả làm được đâu. Mày định tính xin việc vào công ty đấy à? Ui giời, loại như mày sao mà làm được? Mày kém một sự, mày chả làm được cái gì đâu. Ngày xưa mày đã bị loại khỏi công ty B, mày bị đuổi việc công ty B rồi, mày nghĩ người ta sẽ cho mày vào công ty A à? Có thể là gia đình, có thể bạn bè, có thể người yêu. Dù thế nào đi nữa thì có thể bên cạnh bạn đang có một người mang năng lượng của năm kiếm, phải cẩn trọng nhé. Rồi, đến cuối cùng là một bạn bạn đang làm văn phòng rất bình thường, công việc không có gì để tranh cãi. Hỏi xem là thời gian tới có thay đổi gì không, cần lưu ý điều gì về công việc mà ra năm kiếm. Thì hoặc là bạn gặp phải, hoặc chính bạn là cái người sẽ mang năng lượng của năm kiếm, dùng lời nói làm tổn thương người khác. Đấy, sẽ có thể là sẽ bị sếp sỉ nhục, nói những lời không phải, hoặc chính bạn là cái người nói lời không phải với người khác. Đấy, thì nếu giả sử bạn là cái người bị nói lời không phải, đấy, thì chúng ta hãy đáp trả bằng lòng sự tử tế, sự tốt bụng, sự tha thứ. Đừng có ăn miếng trả miếng. Bởi vì cái việc mà bạn làm tổn thương ai đó bằng lời nói á, bạn sỉ nhục ai đó á, nó là gì? Nó là khẩu nghiệp. Bạn đừng nghĩ là khẩu nghiệp không quan trọng nhé nha. Khẩu nghiệp có tích tụ và có quan trọng nha. Nó là nghiệp xấu. Đấy, thì có thể là mình khi mà mình bị ai đấy sỉ nhục, mình hiểu là à, có thể kiếp trước mình đã sỉ nhục họ nên kiếp này họ trả lại, hoặc là trong quá khứ mình đã sỉ nhục người khác thì bây giờ mình bị họ, cái người đó họ trả lại, hoặc là một cái đối tượng khác họ trả lại. Đấy, hoặc nếu bạn là cái người sẽ gây ra những cái lời nói khó nghe này thì đấy, hãy bảo bản thân là dù có ghét họ đến mấy, dù có hận họ đến mấy, đừng bao giờ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu hay tổn thương. Bất cứ cảm xúc tiêu cực nào bạn gây cho người khác, nó đều là nghiệp rồi. Nhớ thế nhá. Rồi, thì đấy là ý nghĩa của lá năm kiếm. Rồi, thì chắc là mình sẽ dừng cái bài giảng này ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Các bạn đừng quên là hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn like, bình luận và theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye.